nhiều mẫu hàng xuất nhập khẩu thực phẩm của Nghị. Và quay trở lại với video lần này, chúng ta sẽ đến với một sản phẩm mà rất nhiều người rất háo hức mong chờ, đặc biệt là các quán cơm, đó chính là vừa gà tỏi nhập khẩu và vừa gà tỏi nhập khẩu của công ty được nhập khẩu từ Mỹ. Và để xem chất lượng như thế nào thì mời cả nhà chúng ta cùng tiếp tục theo dõi video nhé. Đuôi tỏi gà tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thực phẩm Hữu Nghị được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Từ khâu tuyển chọn nguyên liệu tới khâu sơ chế và đóng gói sản phẩm diễn ra theo quy trình khép kín, có đầy đủ tem nhãn của nhà sản xuất và dấu kiểm định, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của chi cục thú y. Tỏi gà được coi là phần ngon nhất của con gà, thịt vừa ngọt, mềm và dai, không bị khô như các phần thịt khác, đặc biệt có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Đuôi tỏi gà Mỹ chắc thịt, thơm ngon nên có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng như đuôi gà rán, nướng, kho, đuôi gà sốt, đuôi gà quay hay đuôi gà áp cháo. Mọi món ăn đều mang đến hương vị vô cùng riêng biệt và hấp dẫn không thể bỏ qua. Ok, và hiện tại trên tay tiên đây chính là bịch đùi tỏi gà đông lạnh đã được hút chân không. Và bịch này là tầm khoảng 1kg. Đây là loại đùi tỏi gà vừa cho nên là có khoảng 6-7 đùi. Ngoài ra bên mình còn có loại đùi tỏi gà to và đùi tỏi gà nhỏ hơn. Và tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng mà chúng ta có thể đặt loại đùi tỏi gà phù hợp cho nhu cầu sử dụng của mình nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện mở cái bịch này ra để xem chất lượng bên trong của miếng đùi tỏi gà này như thế nào nhé. Đây, mọi người có thể nhìn cận cảnh miếng đùi gà. Đây, và mọi người có thể thấy này, mặc dù là loại đùi tỏi gà vừa nhưng mà cái đùi của nó cũng khá là to, có lớp da khá mỏng, thịt rất là tươi nè mọi người thấy không? Và miếng thịt rất là săn, khi mà chúng ta chế biến thì nó vị rất là ngon. Và vừa rồi là chúng ta cũng đã nhìn qua chất lượng của sản phẩm đùi gà tỏi nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thực phẩm Hữu Nghị. Còn chân chưa gì nữa mà không gọi điện ngay đặt hàng hay liên hệ với hotline 0901892899 để đặt hàng ngay nhé. Và mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với hotline vừa rồi cũng như là fanpage website thực phẩm Hữu Nghị. Và đừng quên like, share và ủng hộ cho tụi mình để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nha.